Văn Toàn. Ô thật, cười gì? Màn sắp tới rồi tức. Vậy cầu thủ nào mà MU hiện tại em đang thấy thích xem trên sàn xem nhất? Eric Bailly. Tại sao? Máu nửa với cả em thích lối chơi của anh. Thì trước từ bé là em đá thì tí thể về trụ, nhưng mà từ lúc lên đội một là các thầy cho tập vị trí trung vệ, rồi em chơi trung vệ. Thời bóng rổ. Tại sao? Không biết, anh thích chơi. Anh thích nghe nhạc trẻ. Có ca sĩ nào mà em nghe? Tuấn Hưng. Bài hát nào cũng thích. Ăn cuồng luôn không? À, ăn cuồng luôn. Chạy để ăn mừng thôi nha. Em chưa nghĩ ra đấy. Văn Toàn. What? Ô thật, cười gì? Đẹp trai. Đẹp trai. Em chắc công nhân thôi, thế là em ở bảo quê thì nếu mà không đi bóng ở trên này thì chắc là làm công nhân. Mọi người về động viên bảo là đen thôi, cố gắng tập luyện và thể hiện những trận sau. Hồi hộp. Hồi hộp nhưng cảm giác vẫn còn no. Thì sau tầm khoảng 10 phút đầu là lúc em cảm thấy bắt nhịp được, tự tin hơn rồi. Thì cảm xúc của em rất vui. Nếu mà được có cơ hội lên U19 thì em cố gắng thể hiện bản thân mình và tập luyện thật tốt. Thì cũng bất lợi là em không được đá giải U19 để thể hiện bản thân như các bạn nữ chúng con nữa, nhưng mà ở câu lạc bộ này thì em vẫn cố gắng tập luyện để có thể ra sân để cho các thầy ở trên đấy cố gắng nhìn ra. Mục tiêu trong mùa giải 2020 của em là tập luyện rất tốt và thi đấu được vào sân phút nào là cố gắng thể hiện mình.